Ngọc Tuấn ơi, tháng 10 này cả thế giới ngóng chờ xem ai đoạt giải văn chương Nobel ha. Ở Mỹ có National Month of Book, ở châu Âu thì có hội chợ sách Frankfurt. Tháng 10 ở đâu cũng thấy sách hết, và hay nói khác hơn, tháng 10 có thể là tháng văn hóa đọc nữa. Vậy thì hôm nay mình khác hết tất cả mọi người, mình nói chuyện đốt sách đi anh. Chuyện đó nghe vui đấy, nhưng mà thật ra đó là chuyện buồn chứ không phải chuyện vui đâu. Vậy thì câu hỏi đầu tiên là tại sao người ta lại đốt sách anh? Đốt sách ở hồi xưa, mình còn nhớ là xưa lắm thì các nhà vua thường ra lệnh đốt sách là để cho nhân dân không có còn cái ký ức của những cái triều đại trước đó nữa. Đặc biệt như là Tần Thủy Hoàng chẳng hạn. Ông muốn xem ông là một vị vua đầu tiên của Trung Quốc, Thủy Hoàng. Dạ. Cho nên ông không muốn nhân dân nhớ đến những cái minh quân trước đó và người ta tiếp tục ca ngợi, người ta so sánh, ông ta mới cho đốt hết tất cả những cuốn sách để mà không có người dân không có còn ghi nhận được cái lịch sử thời trước, hay không có ca ngợi các cái đấng gọi là Minh quân trước người đó. trước đó. Vâng. Vậy thì sau cái thời giai đoạn phong kiến đó thì còn có những ai khác đốt sách anh? Ồ, từ đông sang tây có nhiều chứ. Sau những cuộc chiến tranh thì thường thường nó xảy ra những chuyện đốt sách. Nhưng mà gần nhất đó là ở đệ nhị thế chiến có cái cuộc đốt sách ở bên Đức đó. Do cái chế độ quốc xã của Hitler chủ trương thì cái cuộc đốt sách đó nó lừng lẫy lắm. Mà sau này ngay cả trong cái cuốn phim Indiana Jones and the Last Crusade, ông cũng có cho dựng lại cái cảnh đốt sách đó nữa. Thì ở trong đó ông có để cho người ta tái hiện lại cái đoạn nhạc quân hành rất là rầm rộ mà cái quân đội của quốc xã họ sử dụng để mà làm cho nó tăng cái tinh thần Đốt quốc sách. xã lên để mà đốt sách. À, thì giờ mình khởi đầu có thể mình mời mọi người nghe thử cái nhạc đó nó hùng tráng như thế nào nghe. Dạ, nhạc đốt sách. Thấy ghê không? Vậy thì khúc quân hành hoan ca đốt sách mà vui sướng hân hoan đến vậy sao? Đúng rồi, thì vì đối với họ đó, cái việc mà tiêu diệt những cái cuốn sách mà Hitler không có muốn thì đó là một niềm vui chứ. Nhưng mà Hitler ông ta cho đốt tất cả những cuốn sách, thậm chí những cuốn sách vô cùng có giá trị. Nhưng mà nếu những cuốn sách đó có liên hệ đến Do Thái, đốt cả, trong đó có kể cả những cuốn sách của Einstein cũng bị đốt nữa. Mặc dù đó là sách khoa học. Cái bộ văn hóa của Hitler đưa ra một cái danh sách khủng khiếp, khoảng chừng 20.000 cuốn sách cần phải bị đốt. Đó là năm 1933, tháng 5 1933 thì có một cái chiến dịch đốt sách nó phát động rầm rộ, thì người ta xúi giục cái đám thanh niên Nazi trẻ phối hợp với quân xung kích áo nâu SA đốt khoảng 20.000 cuốn sách. Đó là cuộc đốt sách đã làm chấn động thế giới, sau đó báo chí khắp thế giới đưa tin. Rồi 2 ngày sau đó thì chính phủ Đức Quốc xã công bố danh sách những tác giả cần phải bị loại trừ khỏi nước Đức. Thì cái danh sách đó nó làm cho những tác giả nào mà còn sống ở trong nước Đức đó thì phải hoảng hốt, phải tìm cách trốn đi chứ không thì là có thể bị tiêu diệt. Đó có thể coi là một trong những cuộc đốt sách mà đáng ghi nhớ của cả nhân loại này. Đúng chứ, đó là một cuộc đốt sách nó rất chấn động. Tại vì hồi xưa thì người ta chỉ nhớ bằng ký ức trong sách vở thôi, chứ còn cuộc đốt sách của đệ nhị thế chiến này có quay phim nữa. Cho nên sau này trong những phim tài liệu của Đức Quốc xã còn lại, người ta còn thấy có những cảnh đốt sách đó. Hiện nay người ta còn chiếu lại được cái cảnh đốt sách mà, tại cái quảng trường lớn ở tại ngay tại Berlin, thì chuyện đó rất là ghê. Nhưng mà ở trong cái cuộc đốt sách đó nó có những cái chuyện cũng rất là lạ, là có một nhà văn của Đức, sau khi ông ta đọc cái danh sách của những cái tác giả mà có sách phải bị đốt thì ông thấy nó xót tên ông, mặc dù lúc ấy ông đang sống ở nước ngoài, ông sống ở bên Áo, ông thấy cái tên ông bị bỏ sót, ông giận ghê lắm. Ông cảm thấy như vậy là người ta sẽ nghĩ ông là một người hợp tác với, hay là một người đồng ý với cái chế độ độc tài đó, chứ ông rất là phẫn nộ. Nghĩa là nhà văn đó cảm thấy danh dự của mình bị sỉ nhục khi mà Đức Quốc xã không đưa tên và sách của mình vô cái danh sách đốt đi. Đúng rồi, nhà văn đó là Oscar Maria Graf, ông lúc ấy đã là tác giả của hơn 20 cuốn sách thơ, tiểu thuyết và kịch bản. Vậy mà Đức Quốc xã nó bỏ sót cái tên của ông, cho nên ông mới viết một bức thư ngỏ rất dữ dội dưới một cái nhan đề rất dữ dội là hãy đốt tôi đi, và ông cho đăng báo ở tại Áo. Trong bức thư ngỏ có những lời như thế này:
tôi đã làm gì để nhận lãnh sự nhục nhã này? Chế độ đó đã chối từ hầu như tất cả những đại biểu văn chương của Đức, xua đuổi những nhà văn tuyệt vời nhất của Đức vào chốn lưu đày và cấm đoán những tác phẩm của họ. Chế độ đó đã hành hạ, giam giữ, tra tấn, giết hại hay áp bức những người bạn của tự do vào chỗ phải tự sát. Giờ đây, nó xem tôi như một đại diện của cái tinh thần đó. Cả đời tôi và toàn bộ văn chương của tôi cho cái quyền đòi hỏi rằng những cuốn sách của tôi phải được hỏa thiêu trên những ngọn lửa tinh khiết thay vì rơi vào những bàn tay đẫm máu của bè lũ sát nhân. Một nhà văn dũng cảm. Ông ấy đòi đốt sách. Dạ. Cho nên là cái bức thư ngỏ của ông nó gây xúc động mãnh liệt cho tâm hồn của nhà thơ Đức là Bertolt Brecht, khiến cho nhà thơ Đức mới làm một cái bài thơ với cái nhan đề là đốt sách. Bài thơ của Brecht như thế này: khi chế độ ra lệnh những cuốn sách chứa đựng những kiến thức nguy hiểm phải bị đốt trước mặt công chúng, và khắp nơi những con bò mộng bị cưỡng bách kéo những xe đầy sách đến giàn hỏa thiêu, thì một nhà thơ lưu vong, một trong những nhà thơ lớn nhất, nghiên cứu danh mục những cuốn sách bị đốt và cuồng nộ phát hiện rằng những cuốn sách của ông đã bị bỏ quên. Ông lao như bay đến bàn viết trong cơn giận dữ và viết một bức thư ngỏ cho những kẻ đang cầm quyền. Hãy đốt tôi đi, ông viết vội vã. Hãy đốt tôi, đừng đối xử với tôi theo kiểu này. Đừng chừa tôi ra, chứ chẳng phải tôi đã luôn luôn nói lên sự thật trong những cuốn sách của tôi sao? Và bây giờ quý vị lại đối xử với tôi như một tên dối trá. Tôi ra lệnh cho quý vị, hãy đốt tôi đi. Bài thơ này cũng rất là nổi danh. Thì một năm sau đó là năm 1934, này, tất cả sách của Oscar Maria Graf bị chính thức cấm lưu hành ở Đức. Nhưng mà vì cái cuộc đốt nó trôi qua rồi, nhưng sách ông vẫn không bị đốt. Có nghĩa là ông đạt được ý nguyện, nhưng mà cũng không có trọn vẹn cái ý nguyện là sách của ông cần. Nhưng mà tất nhiên là sách của ông bị dẹp hết và người ta không đọc thì cũng giống như là đốt thôi. Ngoài những chuyện đốt sách rầm rộ đó, có những cái chuyện đốt sách khác nó không rầm rộ, nhưng mà nó được thể hiện bằng những hình thức cũng chưa chắc đã là đốt công khai, như bằng cách là tịch thu sách. Ví dụ như sau 1975 ở Việt Nam, ở miền Nam Việt Nam, thì rất nhiều nhà đã bị công an đến tận nơi và tịch thu sách, họ bỏ ra những chiếc xe và chở đi để thủ tiêu, để đốt, hay là để họ đem về nhà riêng của họ, hay là đem ra bán giấy vụn, hay là thế nào đó. Nhưng đó cũng là một cái hình thức tiêu diệt sách. Thì vấn đề là tại sao các chế độ độc tài họ đốt sách? Cái đốt sách trong thời hiện tại nó có khác so với thời xưa. Các chế độ độc tài hiện tại nó chủ trương đốt sách không phải là sợ rằng dân dân đọc sách, mà biết đến những chế độ tốt đẹp hơn trong quá khứ. Tất nhiên là sách ở miền Nam Việt Nam đó, bị đốt là vì chế độ mới này sợ rằng là người dân còn nhớ đến những ký ức của miền Nam, thì có phần đó. Nhưng mà họ còn sợ rằng dân dân đọc sách mà biết đến những chế độ tự do hơn, công bình hơn trong hiện tại, hay mơ tưởng đến những chế độ tự do hơn, công bình hơn trong tương lai, thì như vậy nó nguy hiểm cho cái chế độ của họ. Do đó cái chế độ độc tài hiện tại đó không chỉ đốt những cuốn sách của quá khứ, mà còn đốt và cấm phát hành cả những cuốn sách được viết trong hiện tại. Thậm chí tìm mọi cách để ngăn chặn cả những ý tưởng có thể làm sinh ra những cuốn sách ở tương lai nữa. Có nghĩa đó là sự kiểm duyệt. Kiểm duyệt là một hình thức đốt sách, đốt từ trong trứng nước. Có nghĩa là chưa in ra mà đi qua phòng kiểm duyệt thì họ xén đi, họ cắt đi, hoặc là họ không cho in. Thì đó là một cách đốt, đốt trước khi cuốn sách được in. Nói tóm lại là các chế độ độc tài hiện tại, họ đốt sách là để hủy diệt lịch sử của quá khứ và hủy diệt những ước mơ về hiện tại và tương lai. Nhưng mà anh Hoàng Ngọc Tuấn ơi, có những quyển sách tệ vô cùng dạy người ta làm điều sằng bậy, vậy thì những quyển sách như vậy có nên đốt nó không? Trong một cái xã hội văn minh và hiểu biết thì người ta không sợ những cuốn sách xấu. Trẻ em từ nhỏ đã được giáo dục cẩn thận, khi lớn lên có nhận thức, có ý thức vững vàng, thì chính chúng nó cũng biết đâu là xấu, đâu là tốt. Những cuốn sách xấu, những cuốn sách dở được xuất bản ra không ai đọc thì cũng như là bị đốt bằng tinh thần rồi. Mà thậm chí những cái nhà xuất bản cũng không dám bỏ tiền ra để in những cuốn sách mà người ta nghĩ rằng sẽ không ai đọc. Trong một chế độ tự do thì người ta không đốt sách, người ta cứ để đó, cứ xuất bản đi mà không ai đọc hết thì cuốn sách đó sẽ không còn nữa. Ví dụ như những cuốn sách mà dạy về khủng bố là những cuốn sách nguy hiểm. Những cuốn sách giáo dục về những cái niềm tin cuồng tín của những chế độ độc tài, đây đó là vẫn xuất hiện ở trong những cái tủ sách, những cái tiệm sách ở những đất nước tự do, nhưng có lẽ không mấy ai quan tâm á, nó vô cùng ít và có lẽ cũng không ai lưu tâm đến nó.
và có lẽ là một cái số lượng người rất là ít mới có thể bị tiêm nhiễm bởi những cuốn sách đó, vì người ta tin vào cái ý thức và đạo đức của con người. Anh Hoàng Ngọc Tuấn ơi, còn một cái trường hợp đốt sách nữa mà cũng thú vị. Có những nhà văn danh tiếng mà sách của họ viết ra được nhiều người coi trọng và nhiều người nghĩ tác phẩm của họ là hay, là tuyệt vời, là có giá trị. Nhưng mà họ lại không vừa lòng với bản thân, họ muốn đốt sách của họ. Vậy thì họ có quyền đốt sách của họ không? Và mình phải hiểu chuyện này như thế nào anh? Có lẽ trường hợp nổi danh nhất là trường hợp của Kafka. Trước khi ông qua đời, ông có nhắn với người bạn thân thiết của ông là Max Brod đốt dùm tất cả những tác phẩm mà ông chưa xuất bản. Chứ còn xuất bản rồi thì không làm gì được rồi. Nhưng mà ông Brod á, ông không có đốt. Cái lý do thật ra không chắc Kafka đã muốn đốt. Là vì nếu Kafka muốn đốt, ông tự tay ông đốt rất là dễ. Hoặc là ông nhờ một người khác mà ghét sách, một người không hiểu biết gì về sách, thì người ta sẽ đốt dùm cho ông. Trong này ông lại nhờ một người bạn mà rất mê sách và đặc biệt rất yêu mến ông nữa. Cho nên chắc ông cũng có hy vọng mơ hồ rằng nhờ như vậy chứ chơi bạn mình cũng không đốt đâu. Còn một cái trường hợp nữa là Emily Dickinson, nhà thơ của Mỹ rất là lừng danh. Bà cũng có nhắn lại là trước khi bà chết đó, thì hãy đốt tất cả những cái bản thảo còn lại, nhắn với người em. Nhưng mà người em của bà có đem đốt rất là nhiều những cái thư từ của bà viết, nhưng mà lại chừa lại những cái bản thảo đó. Không biết là phải là hiểu lầm cái lời nhắn đó hay không, hay là cố tình để lại. Cho nên cái số lượng thơ mà còn lưu lại không bị hủy đi là tới 1.800 bài. Cả một gia tài. Cho nên có thể một nhà văn, một nhà thơ không vừa lòng với cái tác phẩm của mình và muốn đốt nó đi. Nhưng mà những cái người khác, những người bạn thân hoặc là những người em, những người trong nhà, có thể người ta nhận thấy những cái giá trị đó và người ta không có thể nào đốt. Vì thật ra cái hành động đốt sách nó ghê như thế nào chứ, một người đã yêu sách rồi thì cầm cuốn sách lên đốt thế nó thế nào. Cuốn sách có cũ đến mấy mình cũng để một góc tủ nào đó, chứ thật ra rất là khó lòng mà đem cuốn sách đốt. Cái lẽ con người mà đọc sách nhiều nó có một thứ văn hóa gọi là văn hóa yêu sách, cho nên rất là khó đốt sách. Anh Hoàng Ngọc Tuấn ơi, vậy ngoài cái bài thơ về chuyện đốt sách anh đọc khi nãy thì mình còn có một bài ca, một bài hát nào kể chuyện đốt sách không anh? Có chứ. Cái bài thơ hồi nãy là của Bertolt Brecht, rất là nổi danh. Gần đây đó, có một nhạc sĩ người Anh tên là Andy Partridge có viết một ca khúc có cái nhan đề là Books Are Burning, những cuốn sách đang cháy. Ông ta lấy ý từ một cái câu của nhà thơ Heinrich Heine. Nhà thơ nói cái ý là như thế này: bây giờ người ta đốt được những cuốn sách thì mai sau người ta sẽ đốt đến con người. Đó là cái câu của nhà thơ Heinrich Heine. Cái câu đó rất hay và khiến cho Andy Partridge mới lấy cảm hứng từ cái câu đó để viết thành bài hát Books Are Burning, những cuốn sách đang cháy. Bây giờ anh mời Tú Trinh và thính giả nghe một đoạn của bài hát rất dài này. Rồi trong khi mà Andy Partridge hát cùng với ban nhạc XTC thì mình sẽ dịch một số lời trong này ra để xem thử bài ca nói về cái gì nha. Những cuốn sách đang cháy ở quảng trường chính, và tôi đã thấy ở đó ngọn lửa nuốt chửng những văn bản. Những cuốn sách đang cháy trong không gian tĩnh lặng, và bạn biết rằng chỗ nào họ đốt sách thì chỗ đó tiếp đến họ sẽ đốt con người. Tôi tin rằng ngôn từ trong các ấn phẩm nên được tha thứ bất kể nó nói điều gì. Minh triết truyền dẫn sinh động từ những người đã chết trở về với những người đang sống. Chìa khóa mở cửa kho cho con tim của bạn và khối óc của bạn. Những cuốn sách đang cháy trong thành phố của chúng ta. Kìa, chúng ta quay mặt lại và dõi cái nhìn về hướng khác. Những cuốn sách đang cháy trong sân chơi. Mùi sách cháy không phải không giống như mùi tóc con người.